Ngọc Thúy muốn chia đôi khối tài sản đang tranh chấp với Đức An. Phía Ngọc Thúy thừa nhận đại gia Đức An chuyển hàng chục tỷ đồng từ Mỹ về để mua nhiều tài sản. Song đây là tài sản chung nên đề nghị chia đôi. Chiều ngày 18 tháng 9, phiên xử vụ kiện tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa nguyên đơn, doanh nhân Đức An, 61 tuổi, và bị đơn là cựu siêu mẫu Ngọc Thúy, 43 tuổi, tiếp tục với phần hỏi giữa các đương sự. Luật sư Cao Ngọc Sơn, đại diện ủy quyền của ông Đức An, đặt nhiều câu hỏi cho phía bị đơn về các nội dung liên quan đến thỏa thuận giữa đôi bên tại Mỹ năm 2011 về việc bàn giao khối tài sản tại Việt Nam. Nguồn gốc hình thành các tài sản do Ngọc Thúy đứng tên tại Việt Nam. Trả lời phía nguyên đơn, đại diện của Ngọc Thúy thừa nhận doanh nhân Đức An có gửi từ Mỹ về cho bị đơn số tiền 47 tỷ đồng vào ngày 5 tháng 3 năm 2008 và ngoại tệ là 700.000 USD. Trong đó, số tiền 47 tỷ đồng được Ngọc Thúy dùng để mua các bất động sản ở Vũng Tàu, Phan Thiết, 4 căn hộ thuộc dự án Silin Tower tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn 700.000 đô la Mỹ dùng để thanh toán việc mua các tài sản khác. Về nguồn gốc 5 căn hộ Avalon Tower, quận 1, phía Ngọc Thúy cho rằng được mua từ năm 2007. Bằng tiền chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, bị đơn là người trực tiếp đi thỏa thuận và thực hiện giao dịch. Do đó, Ngọc Thúy không đồng ý với yêu cầu của ông Đức An về việc trả lại các tài sản này mà đòi chia đôi vì là tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân. Có đóng góp bằng tiền của bị đơn. Tương tự, trả lời người đại diện của ông Đức An về 13 biệt thự ở Phan Thiết, Bình Thuận, phía bị đơn cho biết cả ông Đức An và Ngọc Thúy cùng đi mua, thực hiện giao dịch. Nguồn tiền mua là tiền trong thời kỳ hôn nhân của hai vợ chồng. Đại diện Ngọc Thúy thừa nhận sau khi ly hôn ông Đức An vào tháng 3 năm 2008, Ngọc Thúy đã nhờ mẹ đẻ là bà Trương Thị B đứng tên. Bà B sau đó có bán những căn biệt thự này cho người khác, song Ngọc Thúy là người thụ hưởng số tiền. Do việc chuyển nhượng được thực hiện vào nhiều người điểm giá khác nhau nên bị đơn không nhớ tổng cộng giá trị chuyển nhượng bao nhiêu. Phía Ngọc Thúy đưa lý do nhờ bà B đứng tên và chuyển nhượng sau đó là do thời điểm này cô thường xuyên đi lại giữa Mỹ và Việt Nam nên không thuận tiện quản lý. Đại diện của Ngọc Thúy cũng cho biết đã mua cổ phần trong hai công ty tại Vũng Tàu hết 42 tỷ đồng. Ngoài dùng tiền ông Đức An gửi về còn dùng tiền riêng của mình. Tương tự với một số bất động sản khác, phía Ngọc Thúy cho rằng mua bằng cả tiền chung và tiền riêng của mình. Cuối buổi làm việc, phiên tòa chuyển sang phần hỏi của phía bị đơn với nguyên đơn. Người đại diện Ngọc Thúy không tham gia phần hỏi bị đơn mà để luật sư Nguyễn Thị Minh Huyền hỏi. Trả lời luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho Ngọc Thúy, đại diện ông Đức An khẳng định các tài sản đang tranh chấp là do ông An nhờ Ngọc Thúy đứng tên. Do ông An lúc đó chưa có quốc tịch Việt Nam. Việc nhờ này là thỏa thuận của hai bên, không có văn bản, song bà B và nhiều người liên quan có lời khai gửi tòa. Ngoài ra, hai bên cũng có thỏa thuận tại tòa án Mỹ về việc Ngọc Thúy giao lại các tài sản này cho hai con gái. Đây cũng là căn cứ để ông An khởi kiện. Về căn nào cho thấy ông An đã chuyển 47 tỷ đồng và 700.000 đô la Mỹ về Việt Nam cho Ngọc Thúy, phía ông An cho rằng đã có đầy đủ chứng từ nộp cho tòa, bao gồm cả các nguồn tiền khác. Tuy nhiên, phía bị đơn cho rằng không thấy các chứng cứ này trong hồ sơ. Đại diện của ông An thừa nhận việc trúc yêu cầu đòi bồi thường 5 biệt thự ở Phan Thiết, song từ chối trả lời về lý do. Luật sư bảo vệ Ngọc Thúy sau đó chuyển qua hỏi người đại diện của thân chủ liên quan đến tài sản này. Người này cho biết Ngọc Thúy là người đứng ra mua các bất động sản kể trên. Ban đầu Ngọc Thúy đứng tên, nhưng sau đó chuyển nhượng sang cho bà B. Trên thực tế, quá trình tòa thụ lý giải quyết vụ án, bà B có ủy quyền cho ông An nhận lại 5 căn biệt thự này. Theo đại diện của Ngọc Thúy, bà B sau đó chuyển 5 căn biệt thự cho người khác theo chỉ định của ông An. Dù ông An không đứng tên trực tiếp 5 căn biệt thự này, có các chứng cứ chứng minh đã chuyển cho người khác theo chỉ định của ông An. Ngoài liên quan đến vấn đề tài sản, đại diện ông An cũng cho biết thân chủ thực hiện việc cấp dưỡng cho các con bằng hình thức giao cho Ngọc Thúy 5 căn hộ cao cấp tại dự án Avalon Tower và các lợi nhuận từ việc cho thuê các tài sản này. Ngoài ra, luật sư của Ngọc Thúy cũng đặt nhiều câu hỏi liên quan đến quan hệ hôn nhân và các vấn đề pháp lý phát sinh. Ngày 19 tháng 9, phiên tòa sẽ tiếp tục với phần hỏi của tòa với các đương sự.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.